trận đấu cuối cùng cùng đương kim vô địch của giải đấu, một đối thủ sừng sỏ. Họ đã làm được điều mà không nhiều người nghĩ họ có thể làm được, đó là nâng cao chiếc cúp vô địch VCS 2018 mùa xuân. Thì cảm xúc là tất nhiên là vui rồi, và chiến thắng thì càng vui hơn nữa. Còn tại vì chiến thắng là rất là xuất sắc, là 3-2, nên rất là phấn khích. Mình luôn là một người chân thật, thẳng thắn, chăm chỉ, rồi sâu muối, người rất là hay quan tâm đến mọi người. Cũng đôi khi rất là ngây thơ, một người có nhiều cái suy nghĩ bồng bột, nhạy cảm. Thường hay chọc vui luôn, mà khi anh ấy có thì anh ấy cũng rất là hay dặn lại. Kỷ niệm đáng nhớ hả? Là lúc đó là đội tuyển em có thi đấu với Facebook và thua rất là nhiều. Và trong trận đấu ngày mai là phải đánh với là Super Maxit. Mình chen thua nhiều như vậy thấy là không ổn. Nhưng mà không biết sao ngày mai đánh thắng Super Maxit bữa rất là vui. Em có hứa lấy Chamuro ra mua Starbucks cho mọi người, nhưng mà tự nhiên em nghĩ lại không mua nữa. Sao kỳ vậy? Tại em muốn là vô thắng vô vòng đánh Super Maxit vô vòng 7 á, là đánh thắng vòng 7 xong rồi mới vô để cho có thêm động lực, mà ai ngờ thua bà nó khỏi mua luôn. Nói chung là ở Evo thì mọi thứ đều tốt, nhưng mà kiểu em là cảm thấy là trong team mà em là mất sức yếu nhất, thì nên em cảm thấy không nên tiếp tục ở đây nữa, để cho tổ chức kiếm một người nào đó phù hợp hơn. Kiểu là giờ em muốn đi ra ngoài, kiểu thử sức ở một chỗ khác dần dần. Chứ thực sự thì ở Evo thì nói chung là em thấy cái gì cũng tốt hơn trong tất cả các tổ chức eSports hiện giờ. Cũng một phần do em lớn tuổi nè, cảm thấy là nên rút sớm.